những nhân vật lớn Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy sang Mỹ, cuối đời chỉ mơ hồi hương. Cuộc di tản của các tướng lĩnh và nhân vật chính trị quan trọng của Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1975 là một chương đầy biến động trong lịch sử hiện đại Việt Nam. Dẫu sống trong cảnh an toàn và ổn định ở xứ người, nhiều người vẫn luôn đau đáu mong ước được trở về quê hương. Một trong những nhân vật đáng chú ý nhất là bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người được mệnh danh là đệ nhất phu nhân của đệ nhị Cộng Hòa. Phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh, cuộc đời gắn liền với quyền lực và những dấu hỏi lịch sử. Bà Nguyễn Thị Mai Anh sinh ra trong một gia đình công giáo tại miền Nam Việt Nam. Năm 1951, bà kết hôn với Nguyễn Văn Thiệu, người sau này trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, 1967-1975. Khác với một số phụ nữ nổi bật trên chính trường miền Nam, như bà Trần Lệ Xuân, phu nhân Mai Anh không trực tiếp tham gia vào chính trị. Thay vào đó, bà ghi dấu ấn qua các hoạt động xã hội, từ thiện và xây dựng các công trình y tế. Một trong những dự án nổi bật nhất mà bà Mai Anh thực hiện là Bệnh viện Vì Dân, được báo giới miền Nam thời đó ca ngợi là bệnh viện hiện đại bậc nhất với 400 giường bệnh, đầy đủ các khoa nội trú, giải phẫu, xét nghiệm, tai mũi họng, nhi đồng và nhà thuốc. Đây là một biểu tượng về sự quan tâm xã hội dưới thời đệ nhị Cộng Hòa. Tuy nhiên, khi đất nước thống nhất và nhiều tài liệu lịch sử được giải mật, hình ảnh của bệnh viện này bị phủ bóng bởi những cáo buộc tham nhũng và lũng đoạn thị trường thuốc. Bệnh viện Vì Dân, từ biểu tượng thiện nguyện đến tai tiếng lũng đoạn. Dưới lớp vỏ là công trình phục vụ lợi ích cộng đồng, Bệnh viện Vì Dân dần trở thành tâm điểm của những nghi vấn về tham ô viện trợ từ Mỹ. Nhiều tướng lĩnh và nhân viên trong chính quyền cũ đã tiết lộ rằng, bệnh viện chủ yếu phục vụ tầng lớp lãnh đạo và quan chức cao cấp thay vì người dân thường. Đồng thời, bà Mai Anh bị cho là người đứng sau bảo kê cho các phi vụ buôn lậu thuốc Tây quy mô lớn, tạo ra sự thao túng thị trường y tế miền Nam trong giai đoạn đó. Dù những cáo buộc này chưa bao giờ được kiểm chứng một cách đầy đủ, nhưng chúng là mờ nhạt hình ảnh về một đệ nhất phu nhân nhân từ gây trong mắt nhiều người. Di tản sang Mỹ, từ ánh hào quang đến những tháng ngày lặng lẽ. Sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức trên sóng truyền hình vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, gia đình ông rời Việt Nam vào ngày 25 tháng 4, bay đến Đài Loan trước khi định cư tại Hoa Kỳ. Họ chọn sống một cuộc đời kín tiếng ở Boston, tránh xa những ồn ào chính trị và sự chỉ trích từ cộng đồng người Việt hải ngoại. Năm 2001, Nguyễn Văn Thiệu qua đời, khép lại một cuộc đời đầy sóng gió. Trước khi mất, ông bày tỏ mong muốn được mang cho cốt về quê nhà tại Phan Rang, Ninh Thuận. Trong trường hợp không thể thực hiện, ông đề nghị rải một nửa xuống biển và một nửa trên núi nơi ông từng gắn bó thời trẻ. Phu nhân Mai Anh cũng mang trong mình nỗi lòng khắc khoải ấy. Bà từng chia sẻ: "Tôi mong có ngày được về lại Việt Nam thăm mồ mả ông bà và mang cho cốt của ổng về khi đất nước bình yên." Đó là giấc mơ chung của nhiều người thuộc thế hệ di tản, những người buộc phải rời bỏ quê hương trong hoàn cảnh chiến tranh nhưng mãi mãi không thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Những năm tháng cuối đời và sự ra đi trong lặng lẽ. Sau cái chết của chồng, bà Mai Anh sống thầm lặng tại một ngôi nhà ở San Diego, California. Dù tuổi cao sức yếu, bà vẫn giữ lối sống giản dị và hiền hòa, tránh mọi ồn ào hay tranh cãi liên quan đến chính trị. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, bà Mai Anh qua đời tại nhà riêng, thọ 90 tuổi. Sự ra đi của bà khép lại một chặng đường đầy biến động, trải dài từ vai trò đệ nhất phu nhân quyền lực cho đến cuộc sống trầm lặng ở xứ người. Dẫu vậy, hình ảnh của bà vẫn còn gây nhiều tranh cãi, từ những nỗ lực xã hội mà bà thực hiện cho đến những nghi vấn về tham nhũng và quyền lực gia đình. Nguyễn Văn Thiệu, người lãnh đạo của chế độ Sài Gòn và những di sản của một cuộc đời. Nguyễn Văn Thiệu, cái tên gắn liền với sự tàn bạo và bất công của chế độ Sài Gòn, là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn từ năm 1967 đến 1975. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử cận đại của Việt Nam, nhưng cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì một chế độ phản động, thối nát và bị phê phán mạnh mẽ sau khi đất nước được giải phóng vào năm 1975. Một gia đình binh dân và con đường lên chính trị. Nguyễn Văn Thiệu sinh ra trong một gia đình bình dân ở miền Nam, nơi gia đình ông sống bằng nghề đi biển. Mặc dù không phải là gia đình giàu có, nhưng gia đình ông cũng khá giả và thuộc tầng lớp trung lưu của xã hội miền Nam. Thiệu là một trong 8 anh chị em trong gia đình, và từ nhỏ, ông đã được nuôi dưỡng trong môi trường có truyền thống tôn trọng kỷ cương và nghị lực. Chính vì thế, Thiệu có tính cách mộc mạc và giản dị, với ngôn ngữ gần gũi, thường mang đậm nét đặc trưng của vùng biển miền Trung. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài bình dị và hiền hòa, Thiệu lại ẩn chứa một con người đầy mưu mô và thủ đoạn.
nhiều người từng tiếp xúc với ông, trong đó có Đỗ Mậu, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã chỉ ra sự giả dối trong ánh mắt của Nguyễn Văn Thiệu. Đỗ Mậu trong hồi ký của mình đã viết, kể có một điều tôi vô ý, dù quen biết Thiệu đã lâu, nhưng mãi cho đến khi nhìn ông Thiệu qua màn ảnh truyền hình, tôi mới thấy được cặp mắt láo liên, biểu hiện sự gian trá và làm cho ông Thiệu trở thành tay tham nhũng có hạn. Nguyễn Văn Thiệu và chính sách thủ đoạn trong chính trị. Trong suốt thời gian làm tổng thống của chế độ Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu đã thể hiện sự độc tài và mưu mẹo. Ông được ví von như một nhân vật đầy thủ đoạn, giống như Tào Tháo trong lịch sử Trung Quốc, với bản tính đa nghi và luôn tìm cách phân hóa, chia rẽ đối thủ để duy trì quyền lực của mình. Đặc biệt, ông không ngần ngại sử dụng những biện pháp bẩn thỉu, ban phát ân huệ để tạo ra những bè phái, chia rẽ và thao túng chính trường. Trong các cuộc họp quốc hội, ông cũng không từ bỏ những thủ đoạn để bảo vệ quyền lợi của chế độ, tạo ra những cuộc chia rẽ nội bộ, nhằm gia tăng ảnh hưởng cá nhân. Nguyễn Văn Thiệu không phải là người có tầm nhìn xa trông rộng về sự nghiệp quốc gia, mà chủ yếu tìm cách duy trì quyền lực cho bản thân và bảo vệ những lợi ích của nhóm người cầm quyền. Cao Văn Viên, một cựu sĩ quan của quân đội Sài Gòn, đã so sánh Thiệu với Ngô Đình Diệm, người tiền nhiệm của ông. Ông ta viết, trên cương vị tổng thống của chế độ Sài Gòn, mỗi người đều tài theo cách riêng. Tổng thống Diệm duy trì chế độ như một quan lại của thời quân chủ, bẩm sinh chống cộng. Còn Nguyễn Văn Thiệu thì theo đường lối độc tài trong dân chủ và ngoài dân chủ, nhưng bên trong thì chi phối cả hai ngành lập pháp và tư pháp, bàn tay sắt trong đôi găng tay nhung. Những nỗi lo sợ và mối hận thù. Một trong những điều khiến Nguyễn Văn Thiệu luôn cảm thấy lo sợ chính là cái chết của Ngô Đình Diệm, người đã từng là người bảo vệ quyền lực của chế độ Sài Gòn trước khi bị chính nhóm người trong chính quyền giết hại. Ông Thiệu, với tâm lý lo sợ sẽ gặp phải kết cục tương tự, luôn tìm cách củng cố quyền lực và khắc phục mọi mối đe dọa từ cả bên ngoài lẫn bên trong. Chính vì thế, Thiệu luôn hành động một cách cực đoan và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Sau khi chế độ Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu được sự giúp đỡ của CIA để di tản sang Đài Loan với danh nghĩa là Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa đi phúng điếu tưởng giới thạch. Đó là những ngày cuối cùng của ông tại quê hương, nơi mà trước đó ông đã lũng đoạn mọi mặt của đời sống chính trị, quân sự và kinh tế. Cuộc sống lưu vong và sự im lặng. Sau khi rời Việt Nam, Nguyễn Văn Thiệu cùng gia đình định cư tại Mỹ, cụ thể là tại một khu ngoại ô Boston. Cuộc sống của ông tại đây không còn huy hoàng như trước, mà chỉ là một cuộc sống thầm lặng, ẩn dật. Ông không viết hồi ký, không trả lời phỏng vấn và gần như không tiếp xúc với bất kỳ ai. Những lần xuất hiện của ông trước công chúng vô cùng hiếm hoi, và những dấu ấn mà ông để lại chỉ là những bộ phim tài liệu như Y Việt Nam, The Ten Thousand Day War, 1980, và cuộc phỏng vấn với tạp chí Federstein, 1979. Thời gian lưu vong không làm ông quên đi những nỗi oán hận trong lòng. Nguyễn Văn Thiệu luôn mang trong mình mối thù hận đối với Mỹ, khi ông cảm thấy rằng chính nước Mỹ đã bỏ rơi ông và chế độ Sài Gòn trong giai đoạn khó khăn nhất. Phụ tá của ông, Nguyễn Văn Nhân, đã từng nói, Tổng thống Thiệu mang mối hận thù với người Mỹ đến tận cuối đời. Sự ra đi và lòng mong muốn hồi hương. Ngày 29 tháng 9 năm 2001, Nguyễn Văn Thiệu qua đời ở tuổi 78, trong khi vẫn mang trong mình nỗi bất mãn với những gì đã xảy ra. Trước khi qua đời, ông đã bày tỏ mong muốn nếu có thể, muốn được hỏa táng và đem tro cốt về Việt Nam, nơi mà ông đã từng cầm quyền. Tuy nhiên, nếu điều này không thể thực hiện, ông nguyện cho một nửa tro cốt của mình được rải xuống biển, nửa còn lại sẽ được chôn trên núi, như một lời chia tay cuối cùng với mảnh đất quê hương mà ông đã từng nắm quyền và gây ra bao nhiêu đau thương cho nhân dân. Nguyễn Văn Thiệu đã qua đời, nhưng những di sản mà ông để lại sẽ mãi mãi là bài học cho lịch sử, về một con người tham vọng và tàn bạo, không chỉ là kẻ lãnh đạo một chế độ phản động, mà còn là biểu tượng cho sự thất bại của một chính thể bất chính. Nguyễn Cao Kỳ, một cuộc đời bị dán mác và những đoạn đường khó quên. Nguyễn Cao Kỳ, một nhân vật nổi bật của chính quyền Sài Gòn, không chỉ là người đã giữ nhiều chức vụ quan trọng, mà còn là biểu tượng cho sự mâu thuẫn trong chính trị và số phận của một chế độ sắp sửa sụp đổ. Là một trong những nhân vật không thể không nhắc đến trong lịch sử cận đại của Việt Nam, ông vừa là một trong những người góp phần tạo dựng nên chế độ Sài Gòn, đồng thời cũng là người đã nhận ra những sai lầm của chính mình sau khi đất nước thống nhất. Từ quá khứ đến con đường thăng tiến. Nguyễn Cao Kỳ sinh ra vào năm 1930 tại Sơn Tây, Bắc Bộ, trong một gia đình có hoàn cảnh không mấy nổi bật. Tuy nhiên, ngay từ khi còn trẻ, ông đã thể hiện một tinh thần kiên cường và ham học hỏi. Trước khi gia nhập quân đội, ông đã theo học ngành kỹ thuật ở Hà Nội và tham gia lực lượng không quân Pháp,
Điều này đã giúp ông có được nền tảng vững vàng để tiến bước vào quân đội sau này. Sau khi hiệp định Ghèn được ký kết, Nguyễn Cao Kỳ, như bao người khác trong hoàn cảnh của chế độ Sài Gòn, quyết định di cư vào Nam và gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ một người lính không mấy nổi bật, ông đã nhanh chóng thăng tiến trong quân đội nhờ tài năng và lòng quả cảm. Cùng với sự hỗ trợ của các thế lực phương Tây, đặc biệt là Mỹ, Nguyễn Cao Kỳ nhanh chóng nổi bật trong hàng ngũ lãnh đạo của chính quyền Ngô Đình Diệm và sau đó là chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Ông giữ các chức vụ quan trọng từ Thủ tướng 1965-1967 đến Phó Tổng thống 1967-1971, chứng tỏ khả năng chiến đấu và quản lý quân sự của mình. Nguyễn Cao Kỳ, người chính trị táo bạo và khác biệt. Nguyễn Cao Kỳ là một chính trị gia không ngại gây tranh cãi. Phong cách của ông nổi bật với bộ đồ phi công và chiếc khăn quàng tím, khiến báo chí quốc tế gọi ông là diêm đinh của Đông Dương. Tuy nhiên, ngoài sự táo bạo trong cách ăn mặc và giao tiếp, ông còn nổi bật bởi tư duy chính trị độc đáo và khác biệt. Không giống như những người tiền nhiệm, Nguyễn Cao Kỳ dám đứng lên đối đầu với những thế lực mạnh mẽ trong chính quyền, như ông từng công khai chỉ trích Nguyễn Văn Thiệu trong những năm cuối cùng của chế độ. Trong suốt thời gian làm lãnh đạo, ông không ngừng tìm cách củng cố quyền lực, và dù là một nhân vật cốt cán trong chính quyền Sài Gòn, ông không bao giờ từ bỏ sự tranh chấp và mâu thuẫn. Điều này càng được thể hiện rõ nét trong cuộc bầu cử năm 1971, khi ông thất bại và dần dần bị gạt ra khỏi các vị trí quan trọng. Mối quan hệ giữa ông và Nguyễn Văn Thiệu, từ đó, trở nên sâu sắc hơn và nhiều căng thẳng, đẩy ông ra khỏi chính trường. Những năm tháng hậu chiến và những sự thật mới mẻ. Sau khi chế độ Sài Gòn sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Cao Kỳ cùng gia đình di tản sang Mỹ, sống cuộc đời lưu vong. Tuy nhiên, ông không chỉ sống an nhàn như những người khác, mà đã tự tìm cho mình một con đường mới để sống. Ông mở nhà hàng, trồng nho, và thậm chí xuất bản hồi ký, trong đó ông kể lại những câu chuyện ít người biết đến về quãng thời gian tại Sài Gòn. Cuốn hồi ký Buddha Sơ Chiêu, Mi Phai To Say Việt Nam, Con Cái Của Phật, Cuộc Đấu Tranh Của Tôi Để Cứu Việt Nam, xuất bản năm 2002, là một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất của Nguyễn Cao Kỳ. Trong cuốn sách này, ông thẳng thắn chỉ trích các lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa và bày tỏ sự kính trọng đối với các đối thủ Cộng sản. Điều này gây nên nhiều tranh cãi và khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, đó cũng chính là dấu ấn cho thấy một Nguyễn Cao Kỳ sau chiến tranh đã nhận thức được sai lầm và bất công mà chính ông và những người cùng chí hướng đã gây ra cho dân tộc. Chuyến thăm Việt Nam và lời xin lỗi muộn màng. Một trong những điều đặc biệt về Nguyễn Cao Kỳ là ông là một trong số ít cựu lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa quay lại thăm Việt Nam sau năm 1975. Năm 2004, ông trở về Việt Nam trong một chuyến thăm khiến dư luận xôn xao, thể hiện mong muốn hòa giải dân tộc. Ông không ngần ngại công khai bày tỏ sự hối tiếc về những quyết định và sai lầm trong quá khứ, đặc biệt là việc không nỗ lực kết thúc chiến tranh sớm hơn để đất nước không phải gánh chịu thêm nhiều đau thương. Trong các cuộc phỏng vấn, Nguyễn Cao Kỳ đã khẳng định, không ai thắng, không ai thua trong cuộc chiến này. Tất cả đều là nạn nhân. Chuyến thăm này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của ông mà còn là dấu hiệu cho một sự hòa giải trong lòng người Việt Nam khi chiến tranh đã kết thúc và đất nước đang trên con đường hàn gắn vết thương quá khứ. Cuối đời. Ngày 22 tháng 7 năm 2011, Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại một bệnh viện ở Malaysia sau một thời gian lâm trọng bệnh. Thi hài của ông được hỏa táng và tro cốt được con gái ông, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, mang về Mỹ. Cái chết của ông khép lại một cuộc đời dài với nhiều sự kiện sóng gió và đầy những biến động lịch sử. Tuy nhiên, di sản mà ông để lại vẫn là một câu hỏi lớn, một bài học về những mâu thuẫn và đau thương mà chiến tranh đã gây ra cho đất nước. Nguyễn Cao Kỳ, một cựu lãnh đạo của chế độ Sài Gòn, dù đã làm nhiều điều sai lầm trong quá khứ, nhưng vào cuối đời đã thể hiện sự hối lỗi và mong muốn hòa giải. Ông là một nhân vật đầy mâu thuẫn, nhưng cũng là người góp phần vào tiến trình lịch sử của dân tộc. Nguyễn Chánh Thi, người lính và chân dung của một cuộc đời lưu vong. Nguyễn Chánh Thi, sinh năm 1923 tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế, là một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi và sự chú ý trong hàng ngũ lãnh đạo quân sự của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Được tạp chí Time mệnh danh là chuyên gia đảo chính, thì ông đã có một vai trò quan trọng trong các biến động chính trị ở miền Nam Việt Nam, đặc biệt là trong những cuộc lật đổ và thay đổi quyền lực. Từ một thanh niên miền Trung, Nguyễn Chánh Thi đã gia nhập quân đội Pháp trong những năm đầu của cuộc chiến tranh Đông Dương. Sau khi Việt Nam Cộng Hòa được thành lập, ông gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhanh chóng nổi bật với cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và sự táo bạo trong hành động. Chính những đặc điểm này đã đưa ông trở thành một trong những nhân vật không thể thiếu trong các biến cố chính trị của miền Nam thời bấy giờ.
Nguyễn Chánh Chi là một trong những người tham gia cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm vào năm 1963, mở ra một chuỗi biến động chính trị kéo dài trong suốt những năm tháng chiến tranh. Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông cũng trở thành nhân vật chủ chốt trong sự kiện biến động miền Trung năm 1966. Đây là một cuộc xung đột nội bộ sâu sắc trong quân đội và chính quyền miền Nam, khiến ông bị sa thải và bị buộc phải sống lưu vong. Trong những năm đầu ở Mỹ, cuộc sống của Nguyễn Chánh Thi đầy khó khăn. Ông làm nhiều công việc tay chân như bảo vệ khách sạn và mở quán cà phê, nhưng không bao giờ để mất đi niềm tự hào và sự kiêu hãnh của một người lính. Mặc dù sống xa quê hương, trong trái tim ông vẫn luôn đậm sâu nỗi nhớ nhung, một nỗi niềm không dễ dàng tẩy xóa đối với những người đã cống hiến cho một chế độ đã sụp đổ. Tuy vậy, những năm tháng ở Mỹ cũng là lúc ông nhìn nhận lại những lựa chọn của mình và những sai lầm mà ông và những người đồng chí đã phạm phải trong cuộc chiến. Năm 1985, Nguyễn Chánh Thi xuất bản cuốn hồi ký Một trời tâm sự, ghi lại cuộc đời binh nghiệp và những sự kiện chính trị mà ông đã trải qua. Cuốn sách này không chỉ là sự tự thuật về một cuộc đời đầy sóng gió, mà còn phản ánh những góc khuất trong chính trường miền Nam, nơi những mưu đồ quyền lực luôn âm ỉ và sẵn sàng nổ ra bất cứ lúc nào. Nguyễn Chánh Thi qua đời vào năm 2007, ở tuổi 85, tại Mỹ. Dù cuộc sống lưu vong có phần khó khăn, nhưng ông vẫn luôn mang trong mình nỗi niềm về quê hương, về một thời kỳ đã qua và về một dân tộc đã phải chịu đựng những cuộc chiến tranh tàn khốc. Dù là một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không thể phủ nhận rằng Nguyễn Chánh Thi là người có ảnh hưởng lớn trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của miền Nam. Cuộc đời ông là một minh chứng cho sự phức tạp của lịch sử, nơi mà mỗi con người đều có những lựa chọn, sai lầm và những khát vọng riêng biệt. Ngô Quang Trưởng. Ngô Quang Trưởng sinh năm 1929, trong một gia đình điền chủ giàu có tại Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre. Ông được đánh giá là một tướng lĩnh tài ba của Việt Nam Cộng Hòa, nổi bật với khả năng chỉ huy quân sự, tham gia nhiều chiến dịch và trận giao tranh với quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông được xem là vị ghê tướng sạch, tận tụy với công việc nhà binh, có nguyên tắc và kỷ luật cao, đặc biệt là lòng thương lính dưới quyền. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Ngô Quang Trưởng là một trong những tướng chỉ huy các trận giao tranh ác liệt nhất ở khu vực Huế, Đà Nẵng. Sau thất bại nặng nề dẫn tới sự sụp đổ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Quang Trưởng cùng gia đình di tản sang Mỹ. Ông sống một cuộc đời bình lặng, trầm uất, mang nỗi cay đắng của một viên tướng thất trận. Trong những năm sống lưu vong tại Mỹ, Ngô Quang Trưởng viết sách theo yêu cầu của Trung tâm Lịch sử Quân sự Hoa Kỳ. Các tác phẩm của ông chủ yếu thiên về phân tích thuần túy quân sự, không đả động đến chính trị. Ông qua đời tại Mỹ năm 2007. Theo lời kể của gia đình, nguyện vọng cuối đời của ông là được đưa tro cốt về Việt Nam, giải trên đèo Hải Vân. Năm 2008, vợ ông là bà Nguyễn Hồng Nhung cùng các con đã thực hiện di nguyện này. Khao khát hồi hương, giấc mơ dang dở của những người Việt di tản. Các bạn thân mến, không riêng gì gia đình cố Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu, mà nhiều tướng lĩnh và nhân vật nổi bật khác của Việt Nam Cộng Hòa cũng mang nặng tâm tư muốn trở về quê hương. Trong những năm tháng cuối đời, họ thường hồi tưởng về quá khứ, về một miền Nam đầy biến động, một miền Nam từng bị họ giẫm đạp dưới chân.